Hôm nay, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồi núi đến miền bãi ngang, đâu đâu cũng bắt gặp màu xanh của sức sống mới với nhiều đổi thay kỳ diệu. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh luôn được ghi nhận là địa phương năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay trong cả nước. Đặc biệt từ năm 2013, dù đã có 7 xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới, nhưng lại xuất hiện không ít nỗi băn khoăn về tình trạng bê tông hóa nông thôn. Không gian truyền thống tại các làng quê đứng trước nguy cơ bị phá vỡ. Kinh tế vườn tùy tiện, thiếu quy hoạch. Điều này đã được Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh sớm nhận ra và quyết tâm điều chỉnh từ chính những xã điểm đầu tiên. Vì vậy, ngoài bộ tiêu chí nông thôn mới quốc gia, Hà Tĩnh đã quyết định thực hiện thêm tiêu chí số 20 về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cái tiêu chí 20 là chúng ta có vườn mẫu và dân cư kiểu mẫu, mà chúng ta xây dựng là 10 tiêu chí của khu dân cư kiểu mẫu và 5 tiêu chí của vườn mẫu. Thực ra nó cũng là tổng hòa của các tiêu chí. Vườn thì nó gắn với người dân, khu dân cư thì nó phải gắn với người dân, thì nó lại đảm bảo cho một sự an toàn. Khu dân cư kiểu mẫu thì nó đảm bảo cho trù phú, và khu dân cư kiểu mẫu thì nó lại là gắn với môi trường. Cho nên là có lẽ phải khẳng định đầu tiên đó chính là thiệt thân cho người dân. Cái thứ hai là dễ tổ chức, và từ khu dân cư thì cái việc cộng đồng người ta sẽ bàn dân chủ và trách nhiệm và cùng tham gia, cùng giám sát, cùng hưởng thụ, thì cái lợi ích này sẽ gắn thiệt thân. Cho nên là Hà Tĩnh thấy rằng đấy là một chủ trương đúng đắn và cần thiết phải làm. Một phong trào sẽ có tính lan tỏa và chiều sâu khi nó thật sự đi vào lòng dân và được kiểm nghiệm bằng những giá trị thực tiễn. Tiêu chí 20 trong quy hoạch chiến lược, không chỉ xã, thôn phải có quy hoạch tổng thể, có định hướng phát triển, mà nó sẽ bao hàm nhiều giá trị của một vùng nông thôn mới, con người mới. Tạo điều kiện tốt nhất để người dân phát huy vai trò chủ thể, việc phát triển kinh tế không chỉ ngoài đồng mà còn trong vườn. Tạo thu nhập cao, chuyển biến lớn từ những khu vườn hoang tạp đến mô hình kinh tế doanh thu hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Từ đó sẽ lan tỏa và nhân rộng, thật sự làm nền tảng xây dựng các khu dân cư, tạo ra giá trị của những miền quê đáng sống. Tạo ra một diện mạo mới, một khởi sắc mới nông thôn. Và chính nó là nông thôn mới sát thực đến với từng người dân, từng cộng đồng. Thì cùng với xây dựng cái khu mẫu đầu tiên, thì bây giờ gần như là các cộng đồng khác, các cái thôn bản khác là đều tập trung xây dựng. Và chính đó mới là tiêu chí cao nhất, thiết thực nhất. Chỉ khoảng 10 năm trước, tại Hà Tĩnh, kinh tế vườn vì chưa có hướng đi rõ ràng, nên dẫu nỗ lực nhưng hiệu quả vẫn đạt thấp. Bộ mặt tổng thể của bức tranh nông thôn lổ đổ, thiếu đồng bộ. Mức độ hài lòng của người dân chưa cao. Giờ đây, sự đổi thay đã hiện hiện rõ. Nhất mẫu trạch bằng bách mẫu điền. Sự bền vững này đã đi sâu vào mỗi nếp nghĩ, cách làm, vào chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình nông thôn. Đây cái lời chính là của người dân. Thế như vậy là giờ ra khỏi đường xá đi lại là rất dễ dàng. Rồi môi trường vệ sinh thì rất sạch sẽ. Rồi bà con thì kinh tế là ngày phát triển. Mà nói về nông thôn mới, nói về khu dân cư kiểu mẫu là phải phát triển với cái đời sống của nhân dân. Tranh, tro, vườn tạp. Đây là hình ảnh của thôn Hương Phố, xã Đức Hương hơn một năm về trước. Còn bây giờ, một hình ảnh hoàn toàn khác về bộ mặt nông thôn mới với nhiều câu chuyện đáng kể trong nỗ lực xây dựng khu dân cư mẫu từ những điều nhỏ nhất. Còn tại xã Đức Lĩnh, những khu vườn như thế này đưa lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho bà con nhân dân thôn Thanh Bình. Đây cũng là địa bàn có thu nhập bình quân đầu người vào top cao nhất huyện, với gần 40 triệu đồng mỗi người trên năm. Từ đây, người dân Đức Lĩnh không chỉ nâng cao đời sống, mà còn có nhiều cách để kiến tạo nên một vùng sơn cước trù phú. Còn tại vùng mỏ sắt Thạch Khê, hay những địa bàn đặc biệt khó khăn của vùng bãi ngang Thạch Hà, màu xanh của hoa trái đã phủ kín lên vùng tử địa, chỉ có gió và cát bạc màu. Từ vườn đến khu dân cư đều mang sắc thái mới với bao khát vọng đổi thay của chính mỗi người dân nông thôn. Ngoài cái việc là làm đẹp cảnh quan, môi trường,
làm hạ tầng tốt, rồi công tác vệ sinh môi trường sạch sạch đẹp tại các khu dân cư theo cái tiêu chí 20, thì cái được nhiều nhất của Thạch Hà vẫn quay trở lại vấn đề là tổ chức sản xuất vườn. Vườn thực sự là có quy hoạch và có tổ chức sản xuất, có áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật và thực sự đưa lại thu nhập cho người dân. Chính xây dựng vườn mẫu là hạt nhân, là động lực trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Phong trào nhanh chóng được người dân đồng tình, hưởng ứng tích cực, tạo ra bộ mặt nông thôn khởi sắc, mang tính thuyết phục cao. Thì phải nói rằng là tất cả những cái nội dung mà chúng tôi triển khai thì trước hết là phải nghiên cứu kỹ cái nhu cầu của người dân và những cái vấn đề đưa ra phải là lợi ích thiết thân của họ. Chính vì vậy cho nên những cái vấn đề mà vừa rồi nâng cấp, nâng tầm ấy, thì đều được hưởng ứng rất là cao. Nông thôn mới đã thật sự tác động và đi vào chiều sâu sau mỗi hàng rào hộ gia đình. Từ miền núi đến đồng bằng, từ vùng thượng Trà Sơn đến miền bãi ngang. Mỗi nơi đều mang một dấu ấn, một điểm nhấn, ghi nhận những nỗ lực và cách làm. Từ chỗ thu nhập từ vườn chỉ chiếm 35% kinh tế hộ, đến nay tỷ lệ này đã lên đến trên 80% với thu nhập bình quân mỗi vườn đạt trên 50 triệu đồng, gấp 4 lần trồng lúa. Đã ít đi những ngôi nhà vắng chủ, vườn hoang cây tạp không còn. Nhiều người trẻ chọn ở lại lập nghiệp và làm giàu trên chính đất quê. Từ chỗ ly hương đã có rất nhiều con em đi xa trở về, sống và làm việc, tiếp tục đỡ đầu, tài trợ và xây dựng quê hương ngày một mạnh giàu. Nhiều địa phương của Hà Tĩnh trở thành điểm đến tham quan học hỏi của các tỉnh thành trong cả nước và nhiều đoàn khách quốc tế. Chiều sâu trong ứng xử, các giá trị văn hóa ngày càng được bảo tồn, phát huy. Với việc triển khai cái nội dung về khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trực tiếp đối với từng hộ dân, thì mỗi hộ dân đã thấy rất rõ cái vai trò, trách nhiệm, cái tính chủ thể và chủ động của người dân trong vấn đề xây dựng nông thôn mới, và cùng đồng thời với cái vai trò đó là chúng ta phát huy được cái tính cộng đồng, tình làng nghĩa xóm. Thì đây là những yếu tố quan trọng góp phần cho việc xây dựng nông thôn mới không chỉ đạt được mục tiêu về số lượng mà đảm bảo tính bền vững. Từ việc định hình và triển khai thực hiện một cách bài bản, có phương pháp, cách làm, việc thẩm định đánh giá lại được tiến hành một cách đồng bộ và thực chất. Tính hiệu quả được đo đếm bằng chiều sâu, sức lan tỏa của phong trào đến tận từng hộ gia đình. Mỗi mô hình, mỗi cách làm đều ghi nhận sự lăn lộn, đam mê và sáng tạo của cán bộ và nhân dân từng địa phương, cũng như cách đi đúng hướng trong thực hiện tiêu chí số 20. Khắp mỗi vùng quê, ngõ xóm, nông thôn Hà Tĩnh ngày càng khởi sắc, ngày một thêm nhiều màu xanh của sự trù phú, an lành, là nơi lưu dấu cho những ai đi xa càng muốn về. Đây là mô hình vườn mẫu của gia đình bà Bùi Thị Hậu ở thôn Minh Thành, xã Kỳ Nam. Với thâm niên hơn 20 năm sống bằng nghề trồng mai, gia đình bà Hậu luôn xác định cây mai là loại cây chủ lực mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình. Năm 2016, với sự hỗ trợ của xã, gia đình đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động để giảm bớt công chăm sóc tưới tiêu. Với diện tích hơn 300 m², trồng gần 500 gốc mai cảnh các loại nhỏ đến lớn. Sau mỗi vụ thu hoạch, thu về cho gia đình hơn 100 triệu đồng. Thấy cây mai là hiệu quả hơn làm ruộng, làm đồ chăm sóc thì cũng hơi khổ, chứ mà ai cũng chịu khổ mới làm được. Một năm thu hoạch thì thu nhập được như năm ngoái đây là được 100 triệu. Cũng tại đây, cây mai đã trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình anh Nguyễn Viết Xuân đã gần 15 năm nay. Ban đầu diện tích vườn nhà còn ít, gia đình chỉ trồng hơn 300 gốc. Khi thu nhập ngày càng khá, anh mở rộng diện tích trồng hơn 600 gốc mai. Anh Xuân cho biết, với việc chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, lấy ngắn nuôi dài, giờ đây vườn mai của gia đình đã có thể tự ươm giống cũng như chăm sóc để bán cây cảnh. Sau mỗi vụ thu hoạch như dịp Tết Nguyên đán vừa qua, đã đưa lại thu nhập gần 200 triệu đồng. Cái mai thì nó là đặc điểm nó sống ở đất mưa nắng và thời tiết ở đây là nó là từ xã xưa đến giờ thì rất hợp với cái đất đây và thời tiết ở đây.
Với lợi thế riêng biệt về thổ nhưỡng nơi vùng đất này, giờ đây nghề trồng mai đã trở thành nghề thu nhập chính của nhiều hộ dân ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh. Từ ươm cây giống đến chăm sóc cây sinh trưởng, phát triển theo đúng quy trình kỹ thuật. Sau nhiều năm vất vả, các chủ vườn mai đã có thể tự tin biến cây mai hoang dại trên đỉnh đèo ngang thành cây hàng hóa, mang lại thu nhập cho gia đình. So với những nghề khác, nghề trồng mai thì nhất là nghề làm lúa làm đồ thì thu nhập thua nghề mai rất nhiều. Vì nghề mai là một cây mai nó mình mới làm được một cây mai mà hôm nay có một cây mai là có cây mai là cả tấn lúa rồi. Thu nhập của người dân đây là bây giờ khởi sắc nhất là nếu như những người mà tôi nói một cách đúng đắn là người mà thực hiện theo ý chủ trương của Đảng và Nhà nước mà làm theo các cái mô hình ví dụ chăn nuôi trồng mai tất cả thì đời sống kinh tế này đi nâng lên rõ rệt so với những năm trước đây. Kỳ Nam là một trong những xã có điểm xuất phát thấp nên khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới gặp muôn vàn khó khăn. Bởi khí hậu khắc nghiệt, đất cằn sỏi đá, người dân không thể phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với việc xác định đúng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, xã Kỳ Nam đã có chủ trương phát triển cây mai cảnh thành cây hàng hóa chủ lực. Hàng năm, xã cũng đã hỗ trợ bằng kinh phí để người dân đầu tư phân bón, học hỏi kỹ thuật để chăm sóc cây mai sinh trưởng phát triển tốt. Đến nay toàn xã có hơn 30% hộ dân sống bằng nghề trồng mai, trong đó có 30 hộ dân có từ 200 gốc mai trở lên. Giờ đây, cây mai đang dần trở thành thương hiệu riêng ở miền quê dưới chân đèo ngang, không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn làm giàu chính đáng cho nhiều hộ gia đình khác, góp phần chủ lực để Kỳ Nam phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Trong thời gian tới, thì chính quyền đang là có hướng để chuyển đổi cho nhân dân xã Kỳ Nam là mở rộng các cái mô hình vườn mẫu và đặc biệt là trồng cây mai vàng để phục vụ cho du khách, và xã Kỳ Nam cũng đang chú trọng đưa cái là cây mai này vào cái mô hình ô cốp để là trong cái thời gian tới để phát triển trong cái kinh tế xã hội và đặc biệt là trong xây dựng nông thôn. Trên diện tích hơn 6 sào hoa màu, gia đình ông Nguyễn Tiến Lãnh ở thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa đã trồng các loại rau bắp cải, khoai lang và các loại rau màu khác. Sau mỗi vụ thu hoạch đưa lại thu nhập cho gia đình 10 triệu đồng. Ông Lãnh cho biết nếu là thời điểm chính vụ đông xuân, gia đình trồng thêm dưa hấu và các loại rau củ quả khác như cải, súp lơ, su hào, bí đao, thu nhập cũng tăng lên 20 triệu đồng mỗi vụ. Như gia đình bác đó là chủ yếu là cứ làm ở đấy thôi, nhưng mà phải cảm thấy cái thu nhập là rất là ổn định. Như mà mua được mà làm dưa hấu nó phải bằng gấp 6 lần, 7 lần, một sao rồi đạt khoảng cỡ 20 triệu. Như làm dưa hấu, và làm một cái này thì cũng đạt khoảng cỡ sao, khoảng cỡ 4 đến 5 triệu. Tại xã Kỳ Hoa, với thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong những năm qua, xã đã chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đưa các giống cây mới vào sản xuất. Đặc biệt, xã đã quy hoạch những vùng sản xuất rau an toàn, mang lại giá trị thu nhập cao. Để đảm bảo tính bền vững và lớn mạnh, xã đã thành lập một hợp tác xã và một tổ hợp tác sản xuất rau an toàn với 40 thành viên tham gia, cùng giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Với việc tuân thủ quy trình sản xuất rau củ quả an toàn, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm là tiêu chí được đặt lên hàng đầu, nên giờ đây mặt hàng rau Kỳ Hoa được nhiều nơi biết đến, cung ứng tại các chợ đầu mối của Kỳ Anh và một số cửa hàng trên địa bàn. Cũng chính từ nghề sản xuất rau an toàn đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhiều hộ gia đình khác. Trước đấy là ta là trong lạc với trong cả cái thứ nữa. Bây giờ chủ yếu là trong rau với nữa này, cả dứa. Thu nhập thì đến vụ dứa thì cũng nắm đến 7 triệu đóng một vụ dứa đó, một sao. Xác định phát triển kinh tế là động lực quan trọng để xã hoàn thành các tiêu chí và nâng chất bền vững các tiêu chí sau khi cán đích nông thôn mới vào năm 2017. Đảng bộ, chính quyền xác định tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao vào quá trình sản xuất, đồng thời phát triển mở rộng các hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, đảm bảo tính bền vững. Cùng với đó, phong trào cải tạo vườn tạp, quy hoạch xây dựng vườn mẫu cũng được đầu tư xây dựng. Đến thời điểm này, toàn xã đã cải tạo 430 trên 480 vườn tạp, xây dựng thêm 6 vườn mẫu hiệu quả,
nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất hoang hóa trước đây. Từ đây góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trong toàn xã lên 47 triệu đồng mỗi người một năm. Trong những năm gần đây thì có chủ trương ra các cái quyết định, các cái chính sách hỗ trợ cho bà con nhân dân về giống các loại giống cây trồng và con là có cái hiệu quả kinh tế cao hơn trên đơn vị diện tích, đặc biệt trên những cái mô hình trồng hoa, các cái loại rau màu củ quả thì phát triển rất tốt, bà con nhân dân phấn khởi sản xuất. Mà đặc biệt là đối với cây dưa hấu, hàng năm thì địa phương Hòa có hỗ trợ về giống, rồi thì một phần phân bón, rồi khoa học kỹ thuật để bà con nhân dân sản xuất, để thu hoạch trên đơn vị diện tích là đạt từ 65 đến 75 triệu đồng trên một vụ sản xuất. Không riêng xã Kỳ Hoa mà trên nhiều vùng đất khác tại thị xã Kỳ Anh cũng đang được đánh thức bởi các mô hình kinh tế dựa trên những thế mạnh tiềm năng sẵn có. Với quan điểm đánh giá đúng tiềm năng lợi thế, thị xã Kỳ Anh đã ban hành và điều chỉnh các chính sách hỗ trợ sản xuất một cách phù hợp hơn. Từ đó giúp nông dân mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới. Định hướng của thị xã từ quy hoạch cho đến triển khai tổ chức thực hiện thì phải tiềm cận với cái tiêu chí của đô thị văn minh và hoàn thành các cái tiêu chí đô thị loại 3 trước mắt vào năm 2020. Thì cái việc nâng cao cái thu nhập cho người dân đó là phát triển các ngành nghề, với đó là các mô hình phát triển kinh tế tại hộ gia đình, các hợp tác xã. Đến thời điểm này, thị xã Kỳ Anh đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Kỳ Hưng, Kỳ Hoa, Kỳ Ninh và Kỳ Hà. Kỳ Nam phấn đấu cán đích vào cuối năm 2020. Với việc định hướng sát đúng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập sẽ là nền tảng vững chắc để toàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong những giai đoạn tiếp theo.